Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1671 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthygmail gmail com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nam bạn nam này nhẹ ở sài gòn bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện hai câu chuyện này đều là do dì tư hàng xóm của bạn đã kể lại cho gia đình bạn nghe nhà của dì tư này nằm sát cạnh bên nhà của bạn cho nên từ nào tới giờ gia đình của dì tư và gia đình của bạn rất là thân thiết với nhau dì tư đã kể lại cho gia đình bạn nghe hai câu chuyện do dì tư đã chứng kiến và đã trải qua Hai câu chuyện này á, đều đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước Nhưng mà do chuyện của dì Tư chuyện nào chuyện nấy rất là dài Cho nên Thi sẽ chia ra Thi kể trong hai tập Ở tập ngày hôm nay Thi sẽ kể trước câu chuyện đầu tiên Còn câu chuyện thứ hai Thi sẽ kể trong tập sau các bạn ha Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây rất là nhiều năm về trước Tính ra thì chuyện này đã xảy ra cách đây cũng hơn 50 năm trước rồi. Đó là tầm khoảng năm 1969, năm 1970. Thời điểm đó dì Tư vẫn còn nhỏ, năm đó dì chỉ mới cỡ 13, 14 tuổi mà thôi. Dì Tư kể rằng quê gốc của gia đình dì Tư là ở Thái Nguyên nhưng mà gia đình dì tư đã chuyển vào nam sinh sống cách đây cũng rất là nhiều năm về trước ngày xưa gia đình dì sống ở sông mây đồng nai dì sống cùng với lại bà nội ba mẹ và ba người em của mình mà thời điểm đó ba của dì đi làm ăn xa cho nên lâu lâu ba dì mới về thăm nhà một lần thành ra ở nhà chỉ có bà nội mẹ dì với lại ba người em của dì mà thôi gia đình gì lúc này cũng rất là khó khăn nhưng mà gia đình sống với nhau cũng bình thường cũng không có chuyện gì xảy ra cả. Dì Tư kể rằng nguyên một cái xóm của dì Tư á, tính tổng lại chỉ có tầm khoảng chừng hơn 20 căn nhà mà thôi. Mà nhà hồi đó cũng không phải san sát nhau như bây giờ. Nhà hồi đó là cách một khoảng mới có một căn cách một khoảng mới có một căn thì căn nhà mà ở gần nhà của gì nhất á là nhà của bà thu bà thu này á năm đó cũng đã hơn 60 tuổi bà thu sống cùng với lại người con trai chú này tên là lắm chú lắm này năm đó tầm khoảng ba mấy bốn mươi tuổi chú lắm không có vợ con gì hết bên nhà của bà thu chỉ có mẹ con bà sống nương tựa vô nhau mà thôi hai mẹ con sống bằng nghề mò cua bắt ốc và bà thu á có nuôi thêm tầm khoảng chừng mười mấy con gà để mà lấy trứng đem ra chợ bán nói chung bên nhà của bà thu cũng rất là khó khăn không có khá giả gì đâu mà sống cũng bình thường cũng không có chuyện gì xảy ra hết ha thì cuộc sống đang bình thường cứ thế trôi qua tự nhiên là có một thời gian đó do bà nội của dì tư năm đó cũng đã lớn tuổi rồi bà rất là khó ngủ có nhiều hôm bà trằn chọc bà ngủ không được hoặc là có nhiều hôm bà ngủ được giấc cái tới nửa đêm bà giật mình tỉnh dậy rồi bà ngủ lại không được luôn cho nên bà nội mới ra phía nhà trước để mà ngổn trà bà nội không có mở cái cửa để nhìn ra ngoài sân nha bà đóng cửa chỉ ngồi trong nhà thôi thì mấy hôm trước cũng không có gì nhưng mà tự nhiên có một hôm đó bà đang ngồi cái bà mới nghe tiếng khóc mà tiếng khóc này văng vẳng văng vẳng ở xa lắm rồi sau đó bà mới nghe tiếng cười cũng văng vẳng văng vẳng ở xa lắm nhưng mà lúc đó bà nội của dì tư á cứ nghĩ rằng chắc là hàng xóm láng giềng của mình á ai đó gây lộn với nhau hoặc là có thằng nào nó đi nhậu về xong rồi nó xỉnh rồi nó khóc rồi nó cười thì bà nội chỉ nghĩ vậy thôi nhưng mà sau đó những ngày sau ha là cứ tối bà đi ra phía nhà trước bà ngồi á là bà hay nghe bà hay nghe lắm tiếng cười xong rồi tiếng khóc tiếng khóc xong rồi lại tiếng cười nó cứ văng vẳng văng vẳng mà nó kỳ dị lắm thì lúc đó bà cũng tò mò cho nên bà mới đi ra ngay chỗ cái cửa sổ để mà bà nhìn ra ngoài, bà coi coi. Mà bà không thấy ngoài là có cái gì hết. Mà chỉ nghe cái tiếng nó văng vẳng từ xa thôi. Thì lúc này bà mới nghĩ trời ơi sao mà nhà của đứa nào mà nó cứ uh, gây gỗ hay là nó cứ xỉnh sai hoài. Ngày 1, ngày 2 mình nghe thì nó bình thường. Nhưng mà bữa giờ là mấy ngày trôi qua và hầu như đêm nào bà cũng nghe như thế. Mà cái tiếng này nó kỳ dị làm sao đâu đó mà lúc đó bà nội chưa có giải thích được. Chưa có biết được là nó kỳ dị cái chỗ nào, chỉ cảm thấy nó kỳ dị, nó lạ lùng mà thôi. Thì tầm khoảng chừng tuần trôi qua, hơn tuần trôi qua, cứ đêm nào cũng vậy hết. Thì hôm đó cũng vậy, mà hôm đó thì trăng rất là sáng. Bà nội đang ngồi trong nhà, tự nhiên bà mới nghe tiếng khóc xong rồi tiếng cười tiếng khóc xong rồi tiếng cười mà cái tiếng này á mấy bữa trước thì mình nghe nó còn văng vẳng xa nhưng mà hôm nay á thì nó lại càng gần hơn càng lúc càng lớn hơn càng lúc càng gần hơn như là cái kiểu là nó đang đứng trước cổng nhà của mình để mà nó vừa cười vừa khóc vậy đó thì lúc này bà nội nghe lớn dữ lắm cho nên nó là bà mới thắc mắc rằng nó là ủa gì vậy trời cái bà mới đi lại đằng ngay chỗ cái cửa sổ bà đâu có dám mở cái cửa chính ra bà đi lại đằng cửa sổ hôm đó trăng rất là sáng cho nên cái lúc mà bà đứng ở trong cửa sổ bà nhìn ra ngoài thì bà mới giật mình bà hết hồn nha là tại vì bà thấy rất là rõ bà thấy một bóng người đen thui không biết được là nam hay là nữ nhưng mà cái bóng người đen thui này nè nó đi rất là kỳ nó lướt đi rất là kỳ nó không phải đi bình thường như con người của mình mà thí dụ như nếu nói là người bị dị tật ở chân á người ta cũng không có đi kỳ dị như vậy mà nội kể rằng á là nó đi mà nó cứ lắc qua lắc lại cái đầu của nó cứ lắc qua lắc lại mà theo cái kiểu nó lặt lìa lặt lìa lặt lìa vậy nè và khi mà nó lắc qua bên đây ha là nó khóc nó lắc qua bên đây là nó cười và nó lắc qua bên đây là nó khóc nó lắc qua bên đây là nó cười Nó cứ liên tục vậy đó Nó lướt mà không phải ở trong cái sân của nhà mình Mà nó lướt ở ngoài cổng nha các bạn Thì lúc đó đó Bà mới nghĩ là Ủa gì kỳ vậy Ai kỳ cục gì trời Ai mà sao lạ vậy Đi tướng nghiền hộ vậy Đi mà cái đầu cứ lắc lìa Lắc qua lắc lại lắc qua lắc lại Mà lắc qua đây thì nó khóc Lắc qua đây nó cười Sao kỳ vậy Bây giờ bà mới nhận ra rằng là Thí dụ như ai mà cười Thì người ta phải cười một tràng đi rồi khóc thì người ta cứ khóc một tràng dài đi Còn này ha Nó lắc qua <laughs> Cứ liên tục vậy đó Thì bà biết đó là ma quỷ rồi Cho nên bà nội của dì Tư Mới đi vô trong buồn luôn Rồi sau đó bà không nghe nữa ha Cho tới sáng hôm sau Bà nội mới kể lại cho mẹ của dì Tư nghe Bà nội nói rằng là mấy hôm nay mẹ không có ngủ được á cái mẹ ra nhà trước mẹ ngồi á thì mẹ nghe cái tiếng dậy 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 đó ha xong tối hôm qua thì mẹ thấy rõ ràng luôn trời ơi mẹ thấy ma thấy quỷ rồi chứ người á đâu phải như vậy ai mà kỳ cục vậy thì lúc đó mẹ của dì tư nghe xong mẹ dì tư không tin mẹ dì tư mới nói với bà nội rằng á là không có đâu mẹ ơi mẹ đừng có nói như thế chắc là do mẹ không ngủ được mẹ mệt cho nên mẹ bị hoa mắt mà thôi hoặc là nhiều khi mẹ bị mớ thôi Mẹ đừng có nói vậy Mẹ nói vậy á Mấy đứa nhỏ nó nghe Tại vì thời điểm đó dì Tư chỉ mới 13, 14 tuổi Thì mấy người em của dì Tư là gồm hai người con trai Và một người con gái là nhỏ hơn dì Tư nữa Chỉ vài tuổi thôi Thì mẹ của dì Tư sợ rằng nếu mà bà nội nói ra Dì Tư hay là mấy người em của dì Tư nghe được sẽ sợ Cho nên á mẹ dì Tư nói thôi mẹ đừng nói nữa Mẹ nói con nghe được rồi Mẹ đừng nói tùm lum Để mắt công mấy đứa nhỏ nó nghe Nó sợ tội nghiệp nói nha mẹ Tụi nó còn nhỏ mà Thì khi mà bà nội nghe như thế Bà nội cũng gật đầu Bà nội nói rằng ừ mẹ không nói đâu Cái xong sau đó cỡ 2-3 ngày ha Thì tự nhiên á là bên nhà của bà Thu Bà Thu mẹ của chú lắm đó các bạn Thì tự nhiên bên nhà của bà Thu Bị mất mấy con gà trong khi bà nuôi tầm khoảng chừng mười mấy chưa được hai mươi con nữa mà tự nhiên mất hết đâu năm sáu con thì lúc đó hai mẹ con đi kiếm mà không có đi tìm không thấy cái bà thu mới qua mới kể cho bà nội với lại mẹ của bà dì tư nghe mới nói rằng không hiểu sao trời ơi trong khi nhà tôi nghèo muốn chết đâu phải giàu có khá giả gì mà thằng chó đẻ nào hả nó lại hả là bắt gà của tôi nó ăn trộm gà của tôi cái bà nội mới nói với lại bà thu rằng á là bà có tìm kỹ chưa chắc nhiều khi nó đi lạc đâu thôi giờ tôi với bà đi kiếm thì bà nội và mẹ của dì tư còn đi kiếm phụ bà thu nữa nhưng mà tìm không có thì cứ đinh ninh rằng lặn trộm không thôi thằng nào nó ác ôm vậy đó ha trong khi mình nghèo cũng chết mình nuôi vài con gà để mà lấy trứng đem ra chợ bán lấy tiền mà đằng này nó còn ăn cắp của mình nữa mà ngộ điều rằng mấy con gà này mất tích là không có một sợi lông để lại luôn Mất tích như kiểu ai mà ăn cắp đi luôn vậy đó các bạn Xong cái thêm khoảng thời gian sau trôi qua Cỡ khoảng 2-3 uh, tuần sau Tầm gần tháng sau cái ngày mà nội gặp á Thì lúc đó đó ha Dì Tư kể rằng Tối đó là do hồi xưa thì ngủ sớm lắm Tầm khoảng chừng 7 mấy 8 giờ là lên ngủ, lên giường đi ngủ hết trơn rồi Thì đang ngủ ngon tới cỡ 9 giờ tự nhiên á là mới nghe cái tiếng la của chú lắm con của bà thu á mà chú lắm la quá trời luôn hét toán lên mà cả sớm ai cũng nghe ai cũng giật mình tỉnh dậy hết thì lúc này á dì tư cũng giật mình tỉnh dậy dì tư mới chạy ra rồi cái thấy bà nội với lại mẹ cũng chạy ra không biết làm sao mà bên nhà của bà thu ông lắm kêu quá trời la um sùm cái mọi người cũng chạy ra bên nhà của bà Thu, rồi hàng xóm láng giềng người ta cũng giật mình tỉnh dậy, người ta cũng chạy qua để mà người ta coi coi có chuyện gì luôn. Thì lúc mà dì Tư chạy qua dì Tư nói rằng nha, cái cảnh tượng đối với lại dì Tư á rất là kinh dị. Dì Tư kể rằng nha, khi chạy qua tới bên nhà của bà Thu rồi, do là hôm trước mất gà mà, cho nên nó là chú lắm á. Cách đó cỡ khoảng vài ngày, chú Lắm có sinh về một bé chó con. Nó tầm khoảng chừng 3-4 tháng tuổi mà thôi, còn nhỏ chứ chưa có lớn. Thì để cho chó nó nó giữ nhà rồi ăn trộm vô nó sủa mình biết. Chứ không có chó hả ăn trộm vô lấy gà vậy đó. Thành ra là chú Lắm mới sinh người ta đem về nuôi. Thì cái lúc mà dì Tư chạy qua, dì Tư mới quản hốt là tại vì hàng xóm người ta đem đuốc qua quá rất là đông nha các bạn cho nên sáng dữ lắm thì vì tôi mới quản hốt là tại vì bé chó mà chú lắm xin về nuôi á nó chết rồi mà nó chết thấy ghê lắm nó chết nó nằm ngay chỗ cái cổng nhà của bà thu luôn mà cái kiểu như là nó bị ai phanh thay nó vậy đó các bạn ruột gan phèo phổi của nó lồi ra máu me be bé cái cái bụng của nó bị phạch ra vậy đó thấy ướt vậy đó ha còn trong sân nhà của bà thu á thì lúc này nha Xương gà các bạn Vương vải tùm lum hết trơn Rồi lông gà hả tùm lum tùm lá hết trơn Và cái cảnh tượng lúc đó Máu me tài le hết trơn Rồi hôi tanh mùi máu Cực kỳ chịu không nổi Thì khi mà nhìn thấy cảnh tượng đó Người lớn nói trời ơi Thằng nào mà nó mất dạy nó làm chuyện gì kỳ vậy Nó giết chó mà thấy ghê vậy Ví dụ như đập đầu bụng chó Thì mình cũng không nói đi Đằng này là nó phanh cái bụng chó ra lòi ruột gan gá trơn vậy đó thì lúc đó dì tư thấy rằng là trời sao cảnh tượng thấy ghê kinh dị quá cho nên dì tư không dám xem nữa người lớn thì vẫn còn đứng đó bàn tán xôn xao không biết là thằng nào còn dì tư thì rất là sợ cho nên dì tư mới kéo mấy đứa em của mình mới kêu rằng nó là về về mấy đứa ơi trời ơi ghê quá sợ quá chị sợ quá đi về đi về bắt đầu mấy người em cũng sợ mấy chị em mới kéo nhau đi về rồi mới leo lên trên giường chùm mền nằm hồi sau ngủ tiếp thì dì tư kể rằng là một hồi sau nữa bà nội với lại mẹ của dì tư mới về nhà mới ngủ tiếp rồi hàng xóm láng giềng một hồi sau nữa thì mạnh ai về nhà nấy để ngủ tiếp ha dì tư thì về nằm chút là ngủ liền nít mà tầm khoảng chừng tới cỡ 12 giờ mấy gần 1 giờ đêm dì tư đang ngủ rất là ngon cái dì tư mới giật mình tỉnh dậy là tại vì á vì tư nghe tiếng ai đó khóc rồi sau đó tiếng ai đó cười mà nó vang vang lanh lảnh lanh lảnh rất là ghê nó âm um sầm trời đó khiến cho dì tư phải giật mình tỉnh dậy dì tư mới hốt quản dì tư mới ngồi bật dậy luôn tại vì cái tiếng nó lớn quá dì tư ban đầu cứ tưởng là chú lắm la làng nhưng mà cái tiếng này không phải là tiếng của chú lắm vì tôi mới dòm qua mấy người em của mình thì mấy đứa em vẫn đang ngủ bình thường. Vì tôi mới tò mò quá, vì tôi mới xuống giường. về mới đi ra ngoài thì thấy rằng bà nội với mẹ không có ra. Là hai người vẫn ở trong buồn ngủ mà. Không ai thức hết trơn á. Ủa sao kỳ vậy? Cái tiếng nó lớn dữ lắm. Tiếng này giống như nó đứng ở ngay trước nhà của mình mà nó rống. Nó đưa cái mỏ vô nhà của mình để mà nó khóc hay là nó cười. Mà tại sao bà nội với mẹ lại không nghe? Dì Tư mới thắc mắc ha Xong cái dì Tư mới thấy tò mò quá Cái tiếng nó vang 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 ở ngoài nha Lúc đó thì nó cười hả 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 Xong sau đó cái nó khóc hủ 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 vậy đó Thì dì Tư thấy quan mang tò mò quá Dì Tư mới lại đằng cái chỗ cửa sổ á Dì Tư mới đứng Dì Tư núp ở trong cửa sổ nhìn ra Thì hôm đó là cũng một tháng sau cái ngày bà nội của dì Tư thấy Cho nên hôm đó trăng cũng rất là sáng trời hả là sáng trưng luôn vậy đó ha dì tư nói rằng nha dì tư quảng hốt đến nỗi mà chân dì tư rung tim của dì tư đập là tại vì dì tư thấy rằng nha dưới cánh trăng sáng vàng vạt đó dì tư nhìn thấy có một người cái người này á là từ cái phần cổ trở xuống đen thui à không biết nam hay là nữ nhưng mà cái mặt của người này thì lại trắng bóc và người này á đang nhảy thì các bạn tưởng tượng ngày xưa người ta làm hàng rào không phải giống như mình bây giờ mà người ta hay chặt mấy cái cây cọc hay là vuốt mấy cái tre để cho nó nhọn quắc lên vậy nè. Thì người ta sẽ dựng làm hàng rào trước cửa nhà vậy đó. Thì dì Tư nhìn thấy rằng á là cái người này nè đang nhảy trên từng cây cọc của hàng rào nhà của dì Tư. Thì các bạn nghĩ đi cái chân bình thường của mình mình mang dép thì mai ra mình còn leo lên đó mình đứng mình 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 đứng trên đó chứ làm sao mình dám nhảy nhảy nó lủng vô cái chân mình sao các bạn còn đằng này dì tư nhìn thấy rằng á là cái người đó đang nhảy nha cái hàng rào nhà dì tư tự đây qua đây đi thì mấy cái cọc nó nhọn 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 lên vậy nè người này ha là nhảy nhảy từ đây nhảy qua cọc này xong rồi lại nhảy qua cái cọc khác rồi nhảy qua cái cọc kia cứ liên tục liên tục rồi vòng tới vòng lui vòng tới vòng lui mà vì tôi kể rằng nha nó nhảy cũng không phải như người bình thường của mình mình phóng mình phóng mình phóng còn đằng này nha nó nhảy một cái cái đầu của nó cứ lặt quay nè lặt lìa xong rồi nhảy một cái cái đầu nó lặt lìa và khi mà nó nhảy á là cái đầu lặt qua anh đây là nó cười nó nhảy một cái cái đầu nó lặt qua anh đây là nó khóc là y chang như là bà nội của dì tư nhìn thấy ha dì tư thấy rồi đó dì tư mới nghĩ rằng ủa cái gì vậy trong khi cây cọc mà để cắm hàng rào nó nhọn dữ lắm thì làm sao con người dám leo lên nó nhảy các bạn té làm sao thứ nhất là té thứ hai là nó nhọn nó đâm vô chân mình sao sao chịu nổi nhưng cái người này cứ nhảy phóc qua cột này phóc qua cây cột kia phóc qua cái cọc nọ cứ liên tục liên tục vậy mà cái mặt trắng xác luôn nha thì dì sợ Dì sợ sao mà nó cứ cười nó cứ xong rồi xong rồi cứ liên cục vậy đó thì lúc đó dì tôi sợ quá vì tôi muốn là la lên mà cũng không la được chân của dì tôi cứ ngắt luôn không xoay chuyển được và tim gì tôi là đập thình thịch thình thịch thình thịch do sợ hãi tao nó muốn văng quả tim ra ngoài thì lúc này đó làm như cái người đó biết rằng dì tư đang nhìn. Biết rằng dì tư đang nhìn. Cho nên á, lúc đó là nó mới phóng một cái thì các bạn tưởng tượng giống như trong phim vậy đó. Giống như là một cái con canh kuru á các bạn. Nó phóng một cái rào vậy nè. Thì dì tư nhìn thấy từ ngay chỗ cái cửa chính nhà của mình mà muốn đi ra ngoài, cái cửa rào á, cái cổng rào á là có nguyên một cái khoảng sân dài tầm khoảng chừng gần chục mét mà lúc đó nó phóng từ ở trên cái 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 cọc rào đó đó ha nó phóng một cái dèo một cái mấy mét luôn và khi mà nó phóng như vậy đó dì tôi nhìn thấy rõ ràng nha là có răng nanh mặt mài á thì nhăn nheo thấy ghê dữ lắm mà trắng xác nha hai con mắt bự chản như hai cái tô vậy đó Trời đất ơi, lúc đó hả? Khi mà nó phóng vô, mình thì đang đứng đây để mà dòm ra. Nó phóng vô thì dì Tư quá sợ. Cho nên nó là dì Tư cố gắng Há! la làng lên. Và khi dì Tư la làng lên được rồi thì cái chân dì Tư lúc này cũng đồng thời nhấc lên được. Cho nên dì Tư mới chạy đi vô trong buồn á. Dì Tư mới nhảy lên giường mới kéo mền đắp mà khóc quá trời khóc luôn. Thì do dì Tư la làng thành ra bà nội và mẹ nghe được bà nội với mẹ dì Tư mới chạy qua bên buồn của mấy chị em mới hả thấy dì Tư đang chùm mền mà khóc khóc quá trời vậy đó ha cái bà nội mới kéo mình xuống hỏi sao vậy con Là sao vậy mẹ dì Tư cũng hỏi sao vậy con Là sao vậy sao vậy? sao vậy nè Là sao vậy sao khóc vậy thì lúc đó dì Tư sợ quá chưa có kịp kể lại được gì hết một hồi sau khi bình tĩnh lại rồi á thì dì Tư mới kể lại cho mẹ và bà nội của mình nghe sau khi mà nghe xong cái à, mẹ dì Tư cũng có vẻ đâm chiêu Mà theo kiểu mẹ dì Tư không tin các bạn Kiểu như là 50-50 Không biết là con mình có thấy thiệt hay không Cái mẹ dì Tư nói rằng là Ôi con, cái này con nằm mơ thôi Chúng không có vậy đâu con không có vậy đâu mà dì Tư nhất quyết nha Dì Tư nói không có đâu Con thấy rõ ràng mà, con không thể nào mà mơ được Con thấy rõ mà, con thấy rõ mà nhưng mà mẹ dì tư cứ trấn an mới kêu rằng đó là không có gì đâu con mơ thôi mơ thôi bây giờ đó là con ngủ tiếp đi tại vì lúc đó là mới 12 giờ mấy gần 1 giờ đêm mà cái mẹ dì tư kêu thôi ngủ tiếp đi rồi mẹ ngồi kế mẹ dỗ con không có sao đâu đừng có sợ thì nằm hồi sao do nít mà các bạn cho nên dì tư chìm vô giấc ngủ khóc tắm tức tắm tức rồi ngồi ngủ luôn cho tới khi dì tư ngủ rồi á thì mẹ với dì tư mẹ của dì tư với lại bà nội của dì tư mới đi ra mới ra cái bà nội dì tư mới nói rằng á là con ơi sao mà nó tả lại nó kể lại giống cái người mà hôm trước mẹ thấy quá y chang luôn là mẹ thấy hả nó 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 đi mà nó không phải là nhảy trên hàng gào như là dì tư thấy mà thấy nó lướt đi dưới đất mà thấy mà nó đi nó lắc lắc lật lìa cái đầu qua lại vậy đó rồi khi mà nó lặt qua đây thì nó khóc lặt qua đây nó cười y chang luôn sao mà giống mẹ thấy quá vậy là hôm trước mẹ thấy thiệt mà con thiệt mà kiểu này không được rồi con ơi thì lúc này á mẹ dì tư lại nói với bà nội rằng á là thôi mẹ đừng có nói để nó nghe nó sợ nữa mình cứ nói với nó là nó nằm mơ thôi mẹ ơi chứ hả mắt công đó, nó sợ hãi tội nghiệp nó cái mẹ gì à, bà nội gì tư mới kêu rằng là thôi cái kiểu này là phải cúng đi chứ để hả là nó bị quở nó bị bệnh nữa thì bắt đầu cũng tới sáng ha tới sáng cái tới trưa hôm đó là dì tư đã bị sốt dì tư sốt rất là cao mà theo kiểu như nằm ly bì luôn á các bạn nằm ly bì mà không dậy nổi luôn và dì tư đã sốt trong tầm khoảng gần một tuần lễ dì tư mới dần 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 khỏe bệnh không có bệnh nữa không có sốt nữa nhưng mà dì tư không có nghe là bà nội hay là mẹ của mình nói rằng có cúng hay không cái vấn đề có cúng hay không thì dì tư hoàn toàn không biết nhưng mà tầm khoảng gần tuần lễ sau là dì mới khỏe và khi mà dì khỏe rồi á thì dì mới nghe nói rằng chú lắm đã chết rồi chú lắm con bà thu á các bạn thì dì cũng hết hồn tại hàng xóm mà chú lắm bình thường cũng thương gì dữ lắm thương mấy em của dì cái gì mới hỏi ủa, chú lắm chết hả sao chú lắm chết thì lúc đó là mấy đứa em của dì á mới nói rằng đó là hôm đó chú lắm đi nhậu về đi nhậu về xong rồi cái chú lắm ngủ rồi sáng sau chú lắm chết luôn cái gì tư cũng hỏi nhưng mà do nít mà biết đâu nhiều đâu cho nên mấy người em của dì cũng nói ít lắm nhưng sau này á Dì Tư nghe mẹ dì Tư nói rằng là qua sáng hôm sau khi mà bà Thu bà dậy á thì thấy rằng chú Lắm chưa dậy, kêu hoài Lắm ơi dậy đi con. Nhưng mà không có nghe chú Lắm này trả lời trả vốn gì hết. Cho nên bà Thu mới vô trong giường của con mình để kêu. Mà khi vô á thì thấy chú Lắm nằm các bạn tưởng tượng giống như con tôm luộc vậy đó. Nằm co ro mà hai cái tay che cái mặt lại vậy nè. Thì bà thu mới, vỗ vô cái cái hông của chú lắm á nó um, lắm à vậy vậy con sao nằm hoài vậy mẹ kêu nãy giờ không không vậy 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 đi con dậy đi dậy đi làm nè bà kêu hoài không được cho tới khi mà bà thu kéo qua thì thấy con mình đã chết rồi bà thu mới la làng lên quá trời thì hàng xóm láng giềng xung quanh mọi người nghe mọi người cũng chạy qua khi mọi người chạy qua thấy chú lắm đã chết rồi mà hai cái tay che cái mặt về nè che cái mặt vậy nè các bạn thì lúc này á mọi người mới hỏi ủa sao vậy sao nó chết vậy thì bà thu có biết đâu bà thu nói rằng hôm qua nó đi nhậu về rồi cái nó ngủ xong rồi nó chết luôn à tao đâu biết chắc nó bị gì trời ơi con tôi con tôi bà cũng đau khổ ha. thì mọi người á là mới kéo cái tay ra mới kéo cái tay của chú lắm này ra thì khi mà mọi người kéo tay chú lắm ra mọi người giật mình là tại vì hai con mắt của chú lắm á không có nhắm nha các bạn mà hai con mắt mở trừng trừng vậy nè mà muốn lồi ra ngoài luôn mà cái vẻ mặt của chú lắm giống như là chú ấy sợ một cái điều gì đó thì lúc đó mọi người đâu biết lý do gì sao mà chú ấy chết nhưng mà mọi người cũng không kêu chánh quyền thời bây giờ đâu mà mọi người cứ nghĩ rằng á chắc là chú lắm một là bị rắn cắn hai là bị rớt cắn hoặc là trúng gió mà thôi tại vì rớt độc lắm nhiều khi chú ấy bị cắn vậy đó Thì mọi người nói với nhau chắc là bị vậy Cho nên mới chết chứ Bình thường chú lắm đâu có Đâu có bệnh tật gì đâu mà tự nhiên chết vậy Thì lúc đó đó mọi người mới Bàn với nhau rồi do là bà Thu cũng nghèo lắm Cho nên đâu có tiền đâu Mà làm đám tang cho con mình Thành ra là mọi người bàn Cuối cùng á mọi người đã phụ giúp Bà Thu đem chôn chú lắm luôn Mà không làm đám tang Là chôn luôn nha các bạn thì khi mà chôn chú lắm rồi á là tới uh, tới hai ba bữa sau là dì Tư hết bệnh dì Tư mới nghe được vậy ha thì tầm khoảng chừng hơn 2 tuần sau bữa đó bà Thu mới qua mới khóc lóc mới kể lại cho bà nội và cho mẹ của dì Tư nghe mà lúc đó dì Tư cũng ở đó cho nên dì Tư mới nghe nghe rằng là hả bà Thu này tối hôm qua nằm mơ thấy con trai của mình Bà Thu kể là tối ngủ nằm mơ thấy chú Lắm về nha Mà chú Lắm khóc quá trời khóc luôn Thì mặc dầu bà Thu biết rằng con của mình đã chết rồi Nhưng mà do thương con Cho nên bà ấy hỏi rằng là con ơi sao con chết Con bỏ mẹ trong khi gia đình mình đơn chiếc Từ nào tới giờ á mình không có họ hàng thân thiết gì hết Cha con thì mất sớm Từ nào giờ mẹ con mình nương tựa với nhau mà sống Mà bây giờ con đi rồi con bỏ mẹ rồi mẹ chỉ còn một mình trên đời mà thôi không còn ai nữa trơn tại sao con lại ra đi như vậy thì chú lắm mới nói chú lắm khóc nha chú lắm nói rằng mẹ ơi mẹ ơi con chưa có tới số chết đâu nhưng mà cái bà dạng sinh đó đó bà bắt con bà bắt con đó mẹ ơi mẹ ơi mẹ hôm bữa con đi nhậu về thì lúc đó con sỉnh rồi con mới mắc đái quá ông nói vậy đó con mắc đái quá con mới lại đằng ngay chỗ cái bụi tre đó bụi tre ngay đầu làng đó mẹ con đái ngay đó mà do con cũng sỉnh rồi con vừa đứng đái mà con vừa cái kiểu sỉnh đó các bạn mấy cha sỉnh hay nói hay mẹ nó con vừa con chửi vậy đó thì bà dạng sinh đó bà ngỡ rằng con chửi bà cho nên bà đã theo con và bà bắt con đó mẹ Bà bắt con, con sợ lắm mẹ ơi. Mẹ ơi, bà bắt con rồi. Bà bắt con rồi mẹ ơi. Mà vừa khóc vừa nói nha nói tới đó thì chú lắm này biến mất. Bà Thu thì giật mình tỉnh dậy. Rồi nằm chằn chọc đó, rồi sáng qua là kể cho bà nội với lại mẹ của dì Tư nghe. Thì khi mà bà nội với mẹ dì Tư nghe xong á, hỏi bà dạng sinh nào tại vì mình ở đây á là cũng vài năm mà mình đâu có biết bạn sinh nào đâu bà dạng sinh nào cho nên lúc đó bà nội của dì tư mới đi hỏi đi hỏi những người mà người ta sống ở đây lâu hơn mình ha thì cuối cùng á những người ngoài chợ á các bạn thì mấy người này nè mới nói rằng là hồi đó ở cái khu vực sông mây đồng nai này là có một bà bà này á thì không biết là quê quán bà ở đâu mà bà cũng già rồi tầm khoảng chừng 60, mươi sáu mấy bảy tuổi rồi mà bả lang thang kiểu như đi xin ăn vậy đó mà đầu tóc bả lúc nào cũng bù xù mình mẩy dơ dái mặt mài lem luốc thì bả đi xin rồi có lúc thì bả ăn cắp gà ăn cắp vịt của người ta lúc thì bả còn bắt chó bắt mèo của người ta để mà bả ăn nữa rồi nhiều khi hả ăn cắp quần ăn cắp áo của người ta nhưng mà cái kiểu như là bả bị khùng khùng á cho nên nó là mọi người giàu có bắt được thì mọi người cũng bấm bụng bỏ qua tại vì ta khùng mà bà khùng mà bà đâu biết gì đâu cho nên mọi người bỏ qua ha thì cái bà dạng sinh đó là bà đi khắp nơi ngay chỗ cái khu vực đó rồi bà qua bên chỗ biên hòa luôn các bạn thì bà đi khắp nơi hầu như là cái khu vực đó ai cũng biết bà hết trơn á thì có đợt đó là bà ăn cắp tiền rồi bà còn chửi bới một cái nhóm đó là nhóm du côn thì nhóm du côn này do là du côn mà Nó đâu nhịn đâu Thành ra lỡ sớm đã đánh bà Nó đánh đánh sao bà chết luôn Và khi bà chết á, thì đám du côn này á Chôn bà ngay chỗ cái bụi tre ngay đầu làng Mà nguyên cái bụi tre rất là lớn nha Cái khoảng đất xung quanh bụi tre này cũng rất là lớn Thì cái đám du côn này nó đã chôn cái bà dạng sinh này Ngay chỗ cái bụi tre đầu làng á Rồi á là tới giờ luôn mà sao giờ tự nhiên quậy vậy Thì khi mà bà nội biết được Bà nội cũng về kể cho bà Thu nghe Bà Thu nghe được cũng đâu biết phải làm sao Cũng không có đi thầy gì Tại vì dù sao con trai của mình là chú lắm đã chết rồi Cho nên nó là cũng không có gì hết Không có đi thầy gì hết ha Thì cái chuyện đó bắt đầu nó im Dì Tư kể rằng là nó im cho tới khi mà dì Tư được 16 tuổi Thì các bạn tính đi năm đó mình cho là dì Tư 14 tuổi cho tới khi mà dì Tư được 16 tuổi là 2 năm sau thì có một bữa đó là mẹ của dì Tư đi bán rau á và khi mà đi bán rau thì bà nội cũng có đi chung rồi sau đó là tới trưa mẹ với lại bà nội mới về nhà rồi cái mẹ nè với lại dì Tư với lại mấy người em của dì Tư mới qua bên nhà của bà Thu tại vì năm đó bà Thu cũng lớn tuổi mà ở có mình tội nghiệp cho nên hàng xóm láng giềng giúp đỡ lẫn nhau thành ra là mọi người đi qua bên nhà của bà thu thì lúc này chỉ có bà nội của dì tư ở nhà một mình thì bà nội cũng hơi mệt bà nội mới nằm để mà bà nội ngủ trưa ha thì lúc mà bà nội đang ngủ á tự nhiên trong giấc mơ bà nội thấy có một người đang rượt đuổi mình thì bà nội có quay lại để nhìn thì bà nội thấy rằng người này là một bà già mà nhìn bà thấy ghê lắm và cái vía của bà nội Bà nội biết đó là ma Chứ không phải người Cái bà nội mới chạy thì bà mới rượt theo Bà rượt theo cái uh, Bà kêu vậy nè Mày đứng lại chưa Mày đứng lại chưa Cái con kia Mày đứng lại chưa Bà kêu vậy đó Thì lúc này á bà nội dòm lại Thấy rằng bà la làng bà kêu Mà cứ rượt Bà nội sợ bà nội đâu dám đứng Bà nội cứ chạy cứ chạy nha Bỏ chạy vậy nè cái khi chạy lên bà nội đã bị dấp cục đá cho nên bà nội thấy rằng mình té xuống thì lúc mà bà nội té xuống chưa có kịp lòm còm bò dậy hết trơn á thì cái bà già đó đã rượt theo tới rồi bà mới cười bà nói <cười> mày chạy nữa đi mày chạy nữa được không lúc đó là bà đã đi tới gần sát ngay chỗ cái chân của bà nội dì tư rồi nha bà nói rằng <laughs> mày chạy nữa đi mày chạy nữa được không ê tao nói này mày nghe nè mày cho tao con nhỏ cháu mày đi, cho tao nhỏ cháu mày đi. ý nói là gì tư á các bạn, ý nói là gì tư á, nó giờ ha, à mày cũng không thoát khỏi tai tao đâu. bây giờ á mày cho tao nhỏ cháu mày đi, tao khái nhỏ cháu mày quá trời luôn vậy đó, mày cho không? thì khi mà nghe như thế, bà nội thì trong vía biết bằng biết rằng con mẹ này là ma quỷ rồi. Mà bây giờ mở miệng ra xin nhỏ cháu mà nói tên của dì Tư ra Cái bà nội theo kiểu như là Đụng tới ai thì được Chứ đụng tới gia đình tao là không có được Mày đụng tới tao thì được Mà mày đụng tới cháu tao là không được Cho nên bà nội mới tức quá Bà nội mới lồm còm bò vậy nó Bà nội mới chửi nha Đi mẹ mày nha Mày sao Mày muốn xin cháu tao hả Còn lâu nha mày Bắt đầu bà nội làm như là hung dữ lên Hung dữ lên để mà bảo vệ cháu mình Nó nói rằng không nha mày mày đụng tới cháu tao là mày chết mẹ mày chết tao nha nghe mày bắt đầu muốn đánh nhau với lại cái cái bà già đó thì lúc này á bà nội nhìn thấy rằng á là hả bà đã bắt đầu sụ cái mặt xuống không nói gì nữa bắt đầu mới quay đi thì khi con mẹ này quay đi là bà nội cũng giật mình tỉnh dậy tỉnh dậy đổ mồ hôi quá trời luôn mệt quá trời mệt luôn cho tới lúc mọi người về á cái mẹ đi ra làm sao bà nội đi theo bà nội mới kể lại cho mẹ dì tư nghe là con ơi sao mà mới nãy mẹ nằm mơ mẹ thấy vậy thấy vậy đó sao mẹ lo quá con ơi mẹ lo quá không biết phải làm sao đây thì sau khi mà mẹ của dì tư nghe thì do là cái đợt mà cái vụ chú lắm thì mẹ dì tư đã tin rồi nhưng mà nó cũng đã trôi qua hai năm rồi thành ra là mẹ cũng chủ quan thành ra là mẹ dì tư nói rằng là ôi chắc là do mẹ nằm mơ thôi chứ không có gì đâu mẹ mẹ đừng có lo nha mẹ đừng có lo chứ lại đừng nói lại cho mấy đứa nhỏ nghe nhất là do nhất là cho dì tư nghe mất công dì tư sợ nha mẹ cái lúc này bà nội cũng gật đầu thì tầm khoảng chừng vài hôm sau cũng không có gì ha cho tới khoảng vài hôm sau thì cái ngày hôm đó là tầm khoảng chừng 5 giờ 5 giờ mấy chiều thôi Cũng không có tối trời vẫn còn sáng lắm Thì mấy bạn của dì Tư á Đồng đồng trang lưới dì Tư á Có rủ dì đi ra ngoài chợ để ăn chè Thì mẹ của dì cũng cho đi Dì Tư mới đi với mấy bạn Đi ăn chè về tới nhà là tầm khoảng chừng 5 giờ hơn trời vẫn còn sáng Thì lúc mà dì Tư về á Là dì Tư nhìn thấy Mấy đứa em của mình đang ngồi ngoài sân chơi rồi đi vô trong nhà là nhìn thấy bà nội đang đứng nấu cháo trắng ăn. Bà nội lúc đó khóa cháo trắng. Cho nên đó là bà nội nấu cháo trắng. Còn mẹ của dì Tư á không có nhà. Cái dì Tư mới hỏi bà nội rằng đó là Ủa nội mẹ con đâu? Thì bà nội nói rằng mẹ con qua bên nhà bà Thu rồi. À, đi qua nhà bà Thu làm gì đó. Thì cái chuyện đó nó quá bình thường. Cho nên á là dì Tư không hỏi thêm. Dì Tư do lúc đó là mắc quá, mắc tiểu quá. Thành ra dì Tư mới ra phía sau nhà để mà đi tiểu. Thì trong cái lúc mà đang đi tiểu, vừa mới đi xong, chưa có kịp kéo quần để mà đứng lên. Thì dì Tư dòm lên như này thì các bạn tưởng tượng lúc đó là tầm khoảng chừng gần 6 giờ đi. Trời nó đang theo cái kiểu chạng vạn tối. Nó chưa có tối hẳn mà nó đang chuyển dần về tối. Thì trong cái lúc mà dì Tư vừa đi xong, vì tôi chưa kịp kéo quần đứng lên Vì tôi mới dòm lên Vì tôi mới hết hồn Là tại vì vì tôi thấy người đang đứng sừng sững trước mặt mình mà do đứng theo cái kiểu ngược sáng á các bạn rồi trời đang nhá nhem như vậy vì tư ban đầu biết là ai nhưng sau đó vì tư dòm kỹ hơn thì đó là mẹ của mình cái gì tư mới dịu lại vì tư nói trời ơi mẹ ơi mẹ mẹ đứng đó mẹ không nói tiếng nào làm con giật mình con hết hồn hết trơn à mẹ đứng đó mà sao mẹ không nói gì hết trơn làm con giật mình trời ơi giật mình luôn vậy đó thì lúc này á mẹ dì tư mới nói vậy nè à, tao đợi mày từ nãy giờ tao đợi mày về từ nãy giờ thì sau khi mà nghe như vậy cái dì tư nó ủa sao lạ vậy đợi gì mà với lại bình thường á mẹ dì tư nói chuyện với con cái rất là ngọt ngào ít khi nào mà kêu mày tao chỉ có khi nào mà giận dữ đồ dữ lắm có chuyện gì hả là la đó thì mới mày tao với con thôi chứ ngoài ra nói chuyện bình thường là mẹ con thôi chứ không bao giờ mày tao mà dì tư thì mới nãy đi ăn chè đã xin mẹ rồi mẹ đã cho rồi thì mắc cái gì mà mẹ giận thì dì tư mới suy nghĩ rằng là ủa sao mẹ mình nói chuyện lạ vậy mà cái thái độ của mẹ cũng kỳ nữa thì lúc đó dì tư mới kéo quần đứng lên thì bà này nè, bà mới đưa tay ra, bà nói đi với tao. Mà cái mặt bà cười mà, bà nói mà cũng không phải là bà nghiêm mà cũng phải bà cười nữa. Cái điệu cười, cái cách cười của bà nó, đi với tao. Nó kiểu như, sao ta, nó nhan nhở, nó mang rợ kỳ lắm. Nhưng mà không biết làm sao, dì Tư lúc đó lại, lại thấy rằng là lạ thôi. Chứ dì Tư không có nghĩ là ma. Dì Tư mới, tại vì bà đưa tay ra mà cho nên dì tư mới để cái tay lên cái tay của bà bà nắm mà cái lúc mà dì tư để tay lên thì dì tư cảm nhận rằng tay của mẹ mình tại sao lạnh thế lạnh như là hả đá vậy đó lạnh dữ lắm xong cái sau đó bà mới dẫn dì tư đi dì tư kể rằng nha bả dẫn dì tư đi mà không phải là dẫn vô nhà mà dẫn đi sao mà dì tư thấy gì mà xung quanh toàn cây cối cây cối không rồi cây tre cây trúc gì tùm lum hết trơn nó âm tầm mà cứ dẫn đi mà đi nhanh dữ lắm nha vì tư cứ đi theo bả điền trước vì tư đi theo đằng sau nắm cái tay gì loi đi vậy đó thì vì tư đi một hồi sao thấy ủa sao không phải là vô nhà mà vẫn đi đâu vậy mà trời thì lúc đó tối rồi cái gì tôi mới hỏi rằng đó là ủa mẹ ơi mẹ dẫn con đi đâu vậy sao không vô nhà hả mẹ mà sao tự nhiên mẹ dẫn con đi đâu mà chỗ này cây cối um tùm cây tre cây trúc không vậy mẹ mẹ ơi mẹ thì lúc mà Dì Tư hỏi đó Là bà không có nói Mà nãy giờ bà dẫn dì Tư đi Bà cũng không nói một cái tiếng nào hết Thì bây giờ dì Tư hỏi Bà cũng không nói nha Bà cứ dẫn đi dẫn đi Dẫn đi vậy đó Cái gì tôi thấy rằng nó là sao kỳ quá Sao lạ quá Tại sao kỳ vậy Tại sao không vô nhà mà là càng đi mà càng tối tâm hơn Rồi cây cối um tùm hơn Mà sao mẹ mình kỳ thế Cho nên dì Tư mới nói rằng Mẹ Mẹ ơi con muốn về nhà Con đi nữa đâu Con muốn về nhà mẹ ơi Đi về mẹ Thì lúc này nè bà mới ngừng lại Và khi bà ngừng lại đó ha Bà không có buông tay gì tư ra nha Bà vẫn nắm tay gì tư Bà ngừng lại cái bà quay lại Và cái lúc bà quay lại một cái Mặc dầu xung quanh trời tối Nhưng mà dì tư lại thấy được Cái mặt bà này rất rõ Đó không phải là mẹ mình mà đó là gương mặt của một bà già Dì Tư kể rằng nha Cái mặt của bà Nó nhăn nheo đường hẻm không Hai con mắt bà rất là bự Cái miệng của bà đó ha Là nó muốn vô Mà răng nanh của bà có bốn cái Dì Tư thấy rõ Làn da của bà đó Là nó xanh lè như là đọt chuối á các bạn Trời đất ơi Dì Tư mới khoảng hốt Dì Tư mới giật cái tay ra Nhưng mà bà nắm chắc lắm vì tôi không kéo không giật ra được Thì hả lúc này nha Bà mới cười gì tư Bà mới nói rằng là Ê Mày thấy tao giả có giống không <laughs> Mày thấy tao giả mẹ mày có giống không <laughs> Tao đó, Là không phải ma bình thường <laughs> Tao là quỷ Tao là quỷ Quỷ già <laughs> Bà làm vậy đó các bạn Trời ơi lúc đó hả dì Tư sợ quá trời luôn Dì Tư nói Buông nó ra Buông nó ra Buông ra mà bả nắm cái tay cắt nịch Dì Tư kéo nó không được Dì Tư sợ quá dì Tư buông ra Mẹ ơi Mẹ ơi cứu con Nội ơi nội Cứu con nội ơi nụ cứu con Bà dì Tư la hét lên ha Thì khi mà dì Tư hét lên vậy Tới khi mà dì Tư tỉnh á Là dì Tư thấy bà nội nè Thấy mẹ nè rồi thấy mấy người hàng xóm Thấy mấy chú hàng xóm á Người nào người nấy Cầm đuốc các bạn Nó sáng rực cả cái khúc đó luôn Thì dì Tư nhìn thấy mọi người Thấy mẹ của mình Thấy bà nội của mình mừng quá Dì Tư mới ôm chầm mẹ Mới khóc quá trời khóc Mẹ ơi Mẹ ơi mẹ ơi Con sợ quá Con sợ quá Con sợ quá Thì lúc này á Mọi người hỏi sao vậy con Nh Sao vậy Nh Sao vậy Thì lúc đó dì Tư mới kể lại là Con thấy như vậy như vậy như vậy đó Thì mọi người mới nhìn nhau Xong cái sau đó mọi người nói trời ơi ghê quá Ghê quá mà Do lúc đó là hả chưa có đưa Dì Tư về nha Vẫn còn ở đó nha Thì hả dì Tư mới hỏi sao mọi người thấy con Trời ơi con sợ lắm con sợ lắm Thì Bà nội mới nói rằng là hả Tự nhiên hả con đi đâu mất tiêu Rồi hả có mấy chú Mấy chú mà đi soi ếch đó các bạn Nhìn thấy con nằm đây nè rồi một chú chạy về kêu bà nội kêu mẹ kêu mọi người ra coi con á. Bây giờ con thấy vậy hả con? Thiệt không? Cái dì gì tôi nói giả dạ, thiệt mà con thấy vậy thiệt mà con sợ lắm con sợ lắm. Trời ơi, con sợ lắm thấy ghê lắm bà đó thấy ghê lắm Dì tôi mới diễn tả là cái gương mặt bà làm sao rồi bà nói làm sao làm sao được vậy ha. Thì lúc này á mọi người mới bàn tán nó nói trời ơi con nhỏ này không được rồi. Con nhỏ này là phải đưa nó đi coi thầy Chứ vợ hả là để nó vậy không ổn đâu Ủa bà muốn dắt nó đi rồi đó Thôi để vậy không ổn đâu Thì mọi người mới bàn tán Cái mẹ của dì Tư nói kiểu này là phải kêu cha Kêu bố nó về là ba của dì Tư đó Kêu bố nó về chứ vậy không được Mà thời điểm xưa thì các bạn cũng biết rồi Ở quê thì đâu có điện thoại như Mà hả chỉ có là viết thư hoặc là đánh cái điện tính đó các bạn hoặc là mình gửi lời cho ai đó rồi xong người ta tới cái chỗ đó người ta mới nhắn cho bố của dì Tư Rồi bố dì Tư mới đi xe về Mà lúc đó là bố dì Tư đi làm cũng xa Cái mọi người nó không được Bây giờ nếu báo cho bố nó đó Bố nó về không kịp đâu Nhỏ này là phải đưa nó đi thầy liền Cái mẹ dì Tư nói bây giờ đâu có biết thầy ở đâu đâu đưa Bây giờ sao ta mọi người có biết không Thì mọi người mới mới bàn với nhau Cuối cùng mới nhớ là đưa dì Tư á qua bên một cái chỗ đó gọi là Miếu Bà. Miếu Bà ở Đồng Nai mà cũng ở gần cái khu vực đó nha. Cái mọi người nói bên Miếu Bà có bà o giữ miếu hay dữ lắm. Thì có gì đưa nó qua đó đi để coi coi bà o có giúp đỡ được hay không. Thì sau khi mọi người nói ừ ừ, được đó, đưa qua bà o được đó, đưa qua bà o giữ miếu Bà đi. Ờ bà O đó được đó, bà đó hay lắm. Cái nó ừ thôi vậy ngày mai đưa nó đi thì bây giờ phải đưa nó về nhà trước nè xong cái một chú ở trong xóm á mới cõng dì tư về cái uh, đi về nhà lúc đó dì tư cũng vô trong giường dì tư nằm ha mọi người á cũng mạnh ai về nhà đó nhưng cái lúc mà mọi người đi hết trơn rồi thì lúc này dì tư bị cái bà đó vô nhập xác dì tư mà cái khúc sau này á thì do bà nội với lại mẹ dì tư kể lại cho dì tư nghe nha dì tư thì không nhớ không biết gì hết dì tư kể rằng là cái lúc mà mọi người về hết dì tư vô trong giường dì tư nằm mẹ dì tư thì cũng thương con mình ngồi kế bên ve vuốt con để cho nó bớt sợ vậy đó ha cái tự nhiên dì tư ngồi bật dậy con mắt láo liền dòm qua liếc lại vậy đó ha xong cái hả đẩy cái tay mẹ dì tư ra ra tưởng đụng tới ta tưởng đụng tới ta xong cái dì tư mới đứng lên dì tư mới chạy ra phía nhà cứu thấy cái gì là đập cái đó ở giữa cái bộ bàn ghế giữa nhà đó các bạn là có trà mấy cái ly trà rồi đó chụp đập trong nhà có cái gì đập cái đó đập cái đó thì lúc đó bà nội biết rồi bà nội nói với lại mẹ dì tư á nói trời ơi nó bị vong vô rồi con ơi nó bị vong vô rồi cái bà nội mới la lên bới hàng xóm ơi bới hàng xóm ơi qua giúp tôi qua giúp tôi thì mọi người kia là mới vừa về nhà Tự nhiên nghe ung um sùm bên đây thì mọi người lại túa qua tiếp. Và khi mọi người qua thì lúc đó là dì Tư đang đứng dưới đất, phóng lên ghế, phóng lên bàn, xong nhảy xuống, chụp được cái gì là đập cái đó, chụp được cái gì là đập cái đó, là mọi người biết rồi. Cho nên mọi người mới nhào vô để dằn dì Tư, giữ dì Tư lại. Nhưng mà không dằn được các bạn. Ai nhào vô là cứ đẩy ra, ai nhào vô là đẩy ra, ai nhào vô là đẩy ra. Thì lúc đó là dì Tư làm ghê lắm không ai dám vô hết cái mọi người nó chờ sao mà ừ, nó vô rồi hả nó vô rồi hả cái bà nói, nó nói nó vô rồi cho nên nhỏ mới quậy vậy giờ làm sao giờ làm sao thì có người mới kêu rằng đó là giờ này khuya rồi khuya rồi tại vì lúc đó là cũng tầm khoảng chừng một hai giờ sáng một mấy hai giờ sáng thôi thì mọi người nói giờ khuya rồi thôi không mấy ai hả chịu khó đi qua bên chỗ mấy bà đó để mời bà O qua đây kêu bà nói trình bày cho bà nghe cái sự việc bên đây đang xảy ra vậy á, là bà o qua thì lúc này có người xung phong người ta đi người ta qua bên đó một hồi lâu sau người ta cùng bà o mới qua đây thì lúc mà bà o đi vô nhà đó trong khi nãy giờ nha dì tư rất là quậy hết đồ để đập rồi thì dì tư cứ đứng dưới đất xong phóng lên ghế rồi phóng lên bàn xong nhảy xuống đất coi như không ai vô dặn nữa hết trơn nhưng cái lúc mà bà o vô á thì dì tư nhảy xuống đất xong rồi lợi ghế ngồi ngồi mà theo kiểu cháu ngoại ra qua vậy nè cái mới hỏi ủa sao bà không qua ở bển uh, giữ miếu đi bà qua đây làm gì hỏi vậy đó các bạn bà không ở bển giữ miếu đi bà qua đây làm gì cái bà o đi vòng vòng Dì Tư đang ngồi ở giữa nhà vậy đó ha Cái bà O mới đi vòng vòng Đi vòng 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 xung quanh bộ bàn giữa đó Thì bà Tư đi tới đâu là liếc bà O Cái gì? Bà bà O đi tới đâu là dì Tư liếc bà O tới đó Bà theo kiểu kình nhau Bà O cũng liếc nha Bà O giờ nè nè Còn dì Tư nhìn lên Nhìn lên hai người hả ha, Ánh mắt nhìn nhau hình viên đạn vậy đó Xong cái bà Ho hỏi rằng đó là mà làm gì vô sát nhỏ quậy dữ vậy? Hả? Thôi, sức ra đi. Sức ra đi rồi theo tôi về bên miếu đi. Rồi tu bên miếu. Dì tôi không chịu. Dì tôi nói rằng, không. Sức cái gì sức? Tôi khói con nhỏ này vậy. Trời ơi, tôi thích đó. Tôi thích nó lâu rồi. Tôi thích nó hả? Cầu hai năm nay rồi đó. Tự nhiên vợ hả? Tha nó là sao? tôi khá lắm bà chuyện không phải của bà thì bà đi về đi bà về bển đi mà già rồi đó đi cẩn thận nha để dắt để dắt cục đá té chết mẹ bà đó <laughs> nói vậy các bạn bà. bà già rồi đó đi cẩn thận nha để dắt cục đá hả là té chết mẹ bà đó Trời đất coi cái bọn ông kêu về bò mới kéo cái ghế nò ngồi đối diện như nó không giờ không có về bây giờ hả bà không nghe đúng không bảo nghe tôi ngồi đây tôi ngồi đây rồi có gì ngày mai hả kêu mấy đứa nhỏ kéo bà qua bên miếu cho gặp bà anh bển hả rồi lúc đó là đừng có trách nha đừng trách rồi nha xong cái không nói gì nữa im ra im ra cái lúc này bà o mới kêu mọi người cũng sớm á bây giờ mọi người về hết đi à, để tôi để tôi ở đây tôi giữ xong cái mọi người cũng đi về còn à, À, bà nội của Dì Tư á mới dẫn mấy đứa em của Dì Tư qua bên nhà của bà Thu ngủ, tại vì sợ rằng mắt công cái dông này xuất ra rồi nhìn nhắm chúng đứa cháu khác nữa, cho nên bà nội mới dẫn mấy người em của Dì Tư qua bên nhà của bà Thu ngủ. Lúc này trong nhà chỉ có ba người, đó là bà O nè, với lại mẹ của Dì Tư, với lại Dì Tư bị cái dông này vô, cái à, bà O mới kêu rằng đó là ờ, À, bà với lại con ngồi đây giữ Làm sao đâu tại vì sợ nó bắt mà cái hả hai người mới bắt hai cái ghế ngồi ngay trước cửa nhà á các bạn còn chị tư vẫn ngồi ngay chỗ hả là cái bộ bằng giữa nha xong cái ngồi nín thinh nín thinh cái một hồi lâu sau nha mới kêu sao bà nhiều chuyện quá vậy bà đi về miếu đi bà nhiều chuyện quá chuyện của tôi bà xíu vô làm gì Bà đi về miếu đi Tôi khá nhỏ này mà Thôi bà đi về miếu đi Đi về cẩn thận kẻo té chết <laughs> Vô duyên dễ sợ ha Cái bà nói không Tôi ngồi đây à Bà làm cái kiểu thái độ thờ ơ Cái một hồi sao Bà nín hình nha Bà nín hình cái hồi sao theo kiểu Làm như là Làm như là chửi Chửi gì tư á Bà chửi gì tư á Bà mới nói vậy nè Mày nín coi Ai cho mày khóc Nói là các bạn Mày nín coi Ai cho mày khóc Không có ai cứu được mày đâu con Không ai cứu được mày đâu Xong cái Bà o mới lên tiếng bà nói Bà ngon bà làm gì nhỏ coi Có tôi ở đây nè Bà ngon bà làm gì nhỏ coi Là bà biết tay với tôi Xong cái nín thình Không nói nữa ha Thì ba người cứ ngồi đó đó Đối thoại có nhiêu đó thôi Ba người cứ ngồi đó cho tới sáng luôn cho tới sáng thì bà o mới kêu rằng á là bây giờ mấy ông đàn ông chai chán ở trong xóm á lấy cái xe bò xong rồi kéo dì tư lên xe bò để mà lôi dì tư qua bên miếu mà ta nói ha nhờ có bà o cho nên mọi người mới dằn dì tư được lôi dì tư lên xe bò nhưng mà thời điểm đó thì đường xá nó khó đi lắm mà dì tư á thì cứ đòi nhảy xuống cho nên mọi người rất là chật vật mới đưa dì Tư và giữ dì Tư được ở trên chiếc xe bò Và đi qua bên miếu cũng rất là lâu Thí dụ như bình thường mình đi tầm khoảng 15 phút hay là nửa tiếng mình tới miếu Thì cái bữa đó là mọi người phải đưa dì Tư qua bằng xe bò Đi tầm khoảng 2-3 tiếng sau mới qua tới miếu Các bạn khó khăn như vậy đó Thì khi mà qua tới miếu rồi nha mọi người mới đẩy cố gắng đẩy 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 cuối cùng á mới đẩy được dì tư đi vô trong chỗ miếu ở trên á là có bà thì lúc này á dì tư hết quậy không còn quậy nữa mãi giờ chống cự ha bây giờ hết chống cự rồi cái bà mới kêu nằm quỳ xuống đi bà kìa thấy không cái dì tư cũng quỳ xuống cái à, bà nói giờ có bà nè bà nói đi Bà nói đi, có chuyện gì mà bà bà mắc cái gì mà mà bà chết rồi thì bà không đi đi. Bà mắc cái gì mà bà quậy dữ vậy? Con người ta còn nhỏ, nó mới có 16, 17 tuổi à. Tội nghiệp nó dữ lắm. Bây giờ có bà ở đây nè, có bà chứng giám nè, bà nói tôi nghe coi. Cái xong cái cũng liếc liếc bà o theo kiểu không ưa bà o nhưng mà nhìn nhìn lên thì thấy tượng bà cho nên sợ. Bắt đầu mới rụt 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 xuống. Cái nói nói nhỏ nhỏ trong miệng nha mà không phải nói với bà o nha mà theo kiểu nói với bà các bạn bà, bà thánh đó, nói dạ con dạ dạ con biết rồi dạ dạ con biết rồi dạ để con nói dạ dạ để con nói làm vậy đó ha xong cái quay qua bà o nói bà biết làm sao không tôi hả là người quê ở thất sơn an giang bà nói bà quê ở thất sơn an giang mà hồi trước đây không ai biết bà quê đâu hết thì bây giờ bà kể nè Bà nói tôi là người thất uh, quê ở thất sơn an giang nhưng mà do là nhà tôi á hả giặt nó bỏ bơm chết hết trơn cho nên nó uh, là tôi cho dạc thì qua bao năm tháng tôi cho dạt lên cái vùng này mà tôi hả uh, nghèo đói quá tôi phải giả điên giả khùng bả không thật sự bả không hề điên mà bả giả điên giả khùng nha các bạn bả nói rằng uh, là tôi phải giả điên giả khùng á uh, để mà hả uh, uh, tôi ăn cắp hay là tôi ăn xin để người ta không có đánh tôi rồi cái người tôi cũng ăn cắp uh, gà vịt của người ta rồi tôi cũng ăn cắp chó ăn cắp mèo của người ta tôi ăn thịt cái gì ăn được là tôi tôi ăn cắp tôi ăn hết rồi nhiều khi tôi ăn cắp tiền của người ta nữa mà do người ta thấy tôi khùng á cho nên nó là người ta không có không có đánh tôi người ta thôi kệ bỏ qua bấm bụng bỏ qua cho tôi nhưng mà bà biết không đợt đó đó ha tôi đi ngang qua ngay chỗ gần cái bụi tre đó tôi thấy cái đám cô hồn cái đám du côn thì nó thấy tôi rồi nhưng mà tự nhiên trong cái nhóm đó một, nguyên một nhóm tầm khoảng chục thằng trong nguyên nhóm đó đó là có một thằng nó mất tiền cái tôi vừa đi ngang qua cái nó tưởng là tôi ăn cắp tiền của nó thì tại vì bình thường bả hay ăn cắp của người ta cho nên bây giờ hôm nay dù không phải bả lấy thì cái thằng này nó cũng tưởng là bả lấy thì nó phát hiện ra nó mất tiền cái nó quay qua nó thấy tôi cái nó đổ thừa tôi nó kêu ê con mẹ khùng trả tiền cho tao trả tiền cho tôi không thì tôi quay lại tôi nói không tao đâu có lấy tao đâu có lấy đâu nhưng mà mấy thằng này nó nhất quyết nó nói là tôi lấy xong cái hả nó 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 nhất quyết nó nói tôi lấy cái tôi tức quá tôi chửi tôi nó tôi chửi cái tôi lấy đá tôi chọi tôi nó nhưng mà do mấy thằng này vô côn mà cho nên nó là nó điên lên nó đánh tôi rồi cái mấy người dân ở gần đó đó trong xóm ở gần đó Người ta ra, người ta đứng, người ta dòm mà không ai can hết trơn á là tại vì Họ bình thường cũng bị lấy cắp, cũng bị bán cắp đồ. Thì bây giờ cái người cái thằng Du Cơm đó nó nó mất tiền thì họ cũng tưởng rằng bà lấy. Nhưng mà thiệt tình bữa đó tôi không có lấy tiền của nó. Thiệt mà. Mấy người kia tôi lấy tôi 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 nói là tôi có lấy nhưng mà riêng cái thằng này là tôi không có lấy tiền của nó. Vậy mà nó đổ thừa tôi lấy đá tôi chọi tôi chọi nó vậy đó tôi làm khung làm điên làm khung làm điên vậy đó ha tôi chọi nó vậy đó cái xong cái tụi nó tức quá tụi nó đánh tôi nó đánh tôi đánh chúng vô cổ tôi nó đánh tôi nó, nó, nó lỡ tay đánh tôi chết mà nó đánh tôi chết rồi dân ở đó người ta cũng nói luôn không nói luôn cái tụi nó sợ chánh quyền lúc đó vô cột mà 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 cái thời điểm đó là lâu rồi nha các bạn là nói chung là cỡ thời thời mỹ đầu thời mỹ hoặc là cỡ thời pháp đó, lâu lắm cái chuyện nó xảy ra lâu rồi thì hả nó 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 đánh tôi tôi chết cái nó đâu có kêu chính quyền xuống đâu cái nó kéo nhau nó với lại nguyên đám nhu cơm đó với lại dân trong xóm đó đó mới kéo tôi vô ngay chỗ phía sau bụi tre đó gọi hả là đào hố chôn tôi mà không có làm bia gì hết trơn rồi cái tôi ở đó tôi lạnh lẽo tôi đói khát Tôi đói khát biết bao nhiêu năm vậy đó Đâu ai cúng kiến gì cho tôi Mộ tôi giờ nó lãng biết ở đâu luôn nữa kìa Cái khu đó thôi Rồi hả tôi đói quá cho nên tôi mới ăn gà Của nhà của con Thu á Là bà Thu á các bạn tôi ăn gà của con Thu á Rồi cái tôi ăn Tôi tính ăn luôn con chó của thằng Lắm rồi Nhưng mà chưa kịp gì chân nó ra rồi xong cái bữa đó thằng lắm nó đi nhậu nó nhậu về cái nó đứng nó đá ngay chỗ bụi tre nó chửi nó chửi tôi tôi bắt nó bây giờ tôi thích con bé này quá cho nên tôi muốn bắt nó cái vừa nói tới đó cái làm như là ai chửi ha nó dạ dạ dạ, dạ con sợ lắm con không dám nữa con không dám nữa đâu con con dám nữa đâu con dám nữa làm vậy đó các bạn kiểu sợ hãi ha xong cái sau đó mới nhìn qua bà nó bà bà giờ bà 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 giúp tôi đi bà giúp tôi bà nói tụi nó đó nói mấy 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 đứa hôm sớm đó cái kiểu năn nỉ mà làm giọng vậy đó nói mấy đứa hôm sớm đó kiếm kiếm xương tôi đào tôi lên rồi làm cho tôi cái mộ hay gửi tôi vô đây đi để tôi được đi tu đi theo bà cái bà o đồng ý bà o kêu rằng thôi giờ bà xuất ra đi rồi có gì hả tôi sẽ nói với lại mấy đứa nhỏ kiếm mộ của bà kiếm hả hài cốt của bà rồi đem bà chôn cất chỗ khác làm bia cho bà làng hoàng bà tên gì cái cũng nói tên của mình ra rồi sau đó là hả xuất ra nha các bạn rồi dì tư không biết gì hết mọi người phải đưa dì tư về dì tư phải nghỉ cỡ mấy ngày ngủ mấy ngày dì tư mới tỉnh rồi mọi người trong xóm cũng cùng nhau đi tìm đi đào bới xung quanh chỗ bụi tre đó tại vì cái mã lãng mất tiêu lâu quá rồi các bạn thời gian chắc cũng tầm khoảng chừng hai ba chục năm trước thì hả cái mã nó lãng mất tiêu rồi bây giờ lâu quá mọi người phải đào phải kiếm mò cuối cùng cũng kiếm được kiếm được xương của bả xong rồi mọi người đem lên cũng rửa xương rồi cái cũng không biết là đem chỗ khác chôn hay là đem gửi vô trong miếu thì thi không biết cái vấn đề này thì sau khi mà xong xuôi hết rồi thì từ đó về sau là không còn xảy ra chuyện gì nữa và dì Tư cũng không thấy gì nữa các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên mà dì Tư đã kể lại cho gia đình của bạn nghe. Thì các bạn nghe chuyện này á, các bạn suy nghĩ làm sao các bạn thấy như thế nào thì các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha từ bữa giờ các bạn bình luận hoài luôn các bạn nói rằng á là chị thi sao bữa giờ hả không thấy thi kể chuyện dài dữ trơn mà bữa giờ toàn chuyện ngắn mà cái này thì cũng nói hoài các bạn tại vì là cũng lệ thuộc vô tại vì thi không phải là cái người viết chuyện thì không phải là sáng tác ra mà thi kể lại những chuyện mà mọi người gửi về cho thi cho nên đó là chuyện thì đương nhiên nó sẽ có chuyện dài chuyện ngắn rồi cũng sẽ có chuyện sợ có chuyện không sợ hay là có chuyện là nó có vẻ hư cấu quá hoặc là có chuyện nó sẽ là hả, cũng không có được sợ nhiều thì hả, cái này là lệ thuộc vô à, chuyện của các bạn gửi về thi không có thể nào chọn lựa được thi hả là lần tới đâu là thi kể được tới đó thi kể tới đó thôi thành ra là mọi người thông cảm cho thi nha chứ hả thí dụ như nếu mà thi kể chuyện dài mà ờ, hấp dẫn hay hay á ờ, nếu được thi kể rồi cái mắc gì thi kể mấy chuyện ngắn làm gì nhưng mà do thi kể chuyện của mọi người mà cho nên các bạn phải thông cảm cho thi về vấn đề đó cứ hả thi lần theo thời gian tới chuyện nào thì kể chuyện đó thôi thành ra là chuyện trên kênh mình nó rất là đa dạng các bạn từ chuyện xưa cho tới chuyện nay rồi chuyện ghê cho tới chuyện không ghê nó rất là đa dạng thì mình nghe là mình có thể giải trí hoặc là mình rút được kinh nghiệm gì cho bản thân của mình thì mình rút cho nên đó là các bạn hả đừng có hỏi thi hay là hả trách móc thi làm gì tội nghiệp thi các bạn ha thì thôi hôm nay thi kể câu chuyện này tới đây thôi thi sẽ kể câu chuyện thứ hai mà do dì tư của bạn dì tư hàng xóm của bạn kể lại ở tập sau các bạn ha Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1672 Thì sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật Do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi Thi cảm ơn bạn Nam đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay Mà Thi cũng biết bạn là Nam hay là nữ nữa Nhưng mà Thi thấy cái tên thì giống là con trai Cho nên đó là Thi nghĩ là Nam Thí dụ như nếu bạn là nữ thì thông cảm cho Thi nha Thì thôi xin chào tạm biệt mọi người à, Chúc các bạn tối nay ngủ ngon Hôm nay Thi kể chuyện xong trễ nè thì vô kể chuyện sớm lắm mà nãy giờ nói qua cũng được thi không có hài lòng á cho nên nó là bây giờ là 12 giờ 18 phút rồi các bạn thì hôm nay sẽ có chuyện trễ chút đỉnh các bạn thông cảm nha à, chúc các bạn tối nay ngủ ngon những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của thi thanh phạm rồi ngủ ngon các bạn nha xin chào